Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau của video. Insidious 2 tiếp tục câu chuyện của phần 1. Phần 2 có nội dung gay cấn đến phút cuối cùng, hàng loạt sự kiện tưởng chừng như không liên quan được đưa ra rồi được giải thích đầy bất ngờ ở cuối. Lại còn mở ra những siêu năng lực kinh khủng của thế giới The Further, như là đi xuyên không gian và thời gian. Nghe giống phim siêu anh hùng hơn là phim ma. Nếu chưa xem phần 1, hãy tìm lại video trên The Reviewer, nó sẽ giúp bạn hiểu phần này dễ hơn rất nhiều. Điểm lại một chút dàn diễn viên nhé. Ông chồng là Josh, cùng với bà vợ là Renai, có ba đứa con là Dalton, con trai cả, có khả năng xuất hồn giống bố, một thằng bé con thứ và một đứa bé con. Mẹ của Josh là Lauren, ở phần 1 đã liên hệ đội trừ tà của Alice, cùng với hai anh cộng sự. Alice thì đã tèo ở cuối phần 1, nhưng vẫn là best gánh team ở phần 2. Bằng cách nào? Xem sẽ biết. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một nhà ngoại cảm nữa, Carl. Ok, bây giờ chúng mình vào đề rồi. Bắt đầu từ phi vụ Alice giúp đỡ Josh trong quá khứ. Ban đầu Lauren gọi cho Carl, nhưng mà ông này không giải quyết được nên là mới cầu cứu Alice. Bà bắt đầu nghiệp vụ với màn quay phim phỏng vấn, rồi bảo thằng bé là bà muốn thử cái gì đó và nó sẽ không đau đâu. Josh cứ tưởng sắp được đi nếm mùi đời, nhưng mà ai dè lại bị mang đi thôi miên. Thế là cậu bắt đầu kể về một bóng ma bà già vẫn thường đến thăm cậu hàng đêm mà mãi vẫn không cho cậu iPhone 14. Alice nghe vậy, Ben bảo Josh sẽ chơi một trò chơi, nhưng thay vì trò ảo thuật ngón tay cái thì lại là trò nóng và lạnh điếu gì đấy. Đại khái là để Josh cảm nhận nhiệt độ nơi bà đi qua và dẫn bà đến chỗ con ma bà già. Nhờ cách này, Alice tìm đến tủ quần áo. Ngươi là ai và ngươi muốn cái gì? Alice lớn tiếng. Đoán chừng ma bà già thì hẳn là không phải sư tử Aslan. Alice thử thò tay vào và bị tấn công. Bà biết ngay con ma này vượt quá khả năng xử lý của mình. Ben quyết định ngăn cản Josh gặp con ma bà già, cụ thể là bằng cách xóa trí nhớ để thằng bé quên cách xuất hồn. Đột nhiên, Josh đang bị thôi miên thì lại đứng dậy, ngoảnh cổ nói chuyện với một ai đó mà Alice không nhìn ra được là ai. Cậu bé chỉ tay vào cửa và cửa khẽ mở ra. Chuỗi hành động này không ai hiểu là cái gì cả, nhưng mà hãy nhớ chi tiết này vì nó quan trọng. Quay trở về với hiện tại, Dalton thì đã an toàn, Alice đã tèo, Renai thì cầm chiếc máy ảnh chụp Josh lên với vẻ kinh hoàng. Đấy là những gì đã xảy ra ở cuối phần 1. Lúc này Josh xuất hiện ngay phía sau. Người xem phim thì ai cũng biết là Josh bị ma nhập rồi, nhưng mà Renai thì vẫn chưa chắc chắn. Thế nên là con ma phải diễn như thể nó là Josh thật để Renai tin tưởng, làm chứng cho hắn khi cảnh sát điều tra về cái chết của Alice. Sau vụ việc đó, gia đình Josh lại đổi nơi cư trú. Giờ họ chuyển về nhà bà Lauren để ở tạm, hy vọng sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Hai cu con thì nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, làm mấy cái điện thoại ống bơ để mà nghịch cho yêu đời. Nhìn là biết sau kiểu gì cũng bị con ma lấy ra hù. Cơ mà Renai thì không vui vẻ thế. Nửa đêm, khi cô đang bận bịu với đứa con ở trong nôi thì tiếng piano vang lên. Cô kiểm tra thì thấy làm gì có ai ngồi ở đàn. Hoặc là có, nhưng mà cô không nhìn thấy. Nghe tiếng khóc, Renai quay trở lại phòng thì đứa bé con đã nằm ở bên ngoài nôi. Má, con ma này bị hãm mà thằng nhóc đang ngủ lại bế nó bỏ ra ngoài. Có biết dỗ nó ngủ mệt lắm không? Căn nhà này rõ ràng cũng không bình thường. Thế nên là Renai lại hoảng loạn đi mách chồng. Lần này thì Josh không muốn điệu, vì đây cũng không hẳn là Josh. Hắn thao túng cô rằng gia đình đã an toàn ở bên nhau. Đúng là ma có học thức biết thao túng tâm lý. Trong lúc đấy, hai anh trợ thủ quay về nhà của Alice. Đi loanh quanh trong sân, chắc là để dọn dẹp đồ đạc chỗ bà. Và họ tìm ra được một căn phòng bí mật chứa tư liệu điều tra các vụ án của Alice, trong đó có cả của Josh. Thế là hai ông ngồi xem luôn, bắt đầu case study các thứ. Trong lúc đấy, Lauren thức dậy giữa đêm khuya, rồi sang phòng mấy đứa cháu để kiểm tra. Ai ngờ Dalton đã nói mớ, bảo rằng có người đứng sau lưng của bà, nhưng khi quay lại thì lại không có gì cả. Lauren cẩn thận kiểm tra hành lang, vẫn không có gì cả. Nhưng đến lúc bà xuống dưới nhà, thì có một bóng trắng vụt qua. Bà đuổi theo đến phòng vệ sinh, thì bị con ma đóng sập cửa vào. Cơ mà người đứng sau cánh cửa lại chính là Josh. Hắn ta bắt đầu thao túng bà mẹ, để bà không nói những chuyện vừa xảy ra cho Renai. Đúng là chiêu trò chia cắt nội bộ. Nhưng mà kể cả thế thì Lauren vẫn nghi ngờ. Và biết gì không hả Josh? Lauren không kể thì để thằng Dalton kể. Không chỉ thế, Dalton còn phát hiện ra Josh nói chuyện một mình, ngay như thể đang xua đuổi ai đó. Thế là từ lúc đấy trở đi, mặt Josh lúc nào cũng khuất sáng như một nhân vật phản diện đích thực. Hoặc là do cái gia đình này vẫn tiếc tiền mua đèn. Trong lúc đó, Lauren đi tìm hai anh trợ thủ nhờ điều tra về cái bóng trong nhà tối qua. Hai anh này mới đưa bà xem video trừ tà năm xưa của Josh, đúng cái đoạn thằng bé đứng dậy mà tôi đã nhắc đến 3 lần. Trong khung hình, họ có thể thấy một phiên bản Josh trưởng thành đang đứng trong góc tối. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không ai biết. Quay trở lại với Renai, cô bất ngờ đụng độ con ma trắng ngay trong nhà, nhưng nó lại lườm dao gắp thịt, bé đứa còn nhỏ chạy đi đâu mất. Làm cho Renai hoảng hốt gào lên, bớ con ma mất dậy. Thế là con ma táng cho cô bất tỉnh. Con ma này rõ là bị dở hơi. Phía bên Lauren thì đã mời Carl đến giúp đỡ. Với tư cách là một nhà ngoại cảm tài năng, Carl đến với vai trò vô cùng quan trọng.
Đó là thông báo cho mọi người biết về chương trình khuyến mãi tuyệt vời của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Thay vì cả lớp phất phơ ngoài mấy cái shop thời trang ngoài đường trả tiền mặt bằng giúp họ chỉ để có một cái quần bồ nhách, thì tại sao lại không săn sale 15 tháng 4 tại 360 Boutique với chương trình giảm giá cực hấp dẫn từ 380k chỉ còn 199k. 360 Boutique mang đến cho bạn một chiếc quần âu chuẩn form, tinh tế và gọn gàng, không chỉ thừa lòng thòng quanh mông, không nhăn nheo đỡ phải ủi đi ủi lại. Chất vải cốt tông lạnh mỏng nhẹ giúp bạn thoải mái dạo phố và cười vào mặt mấy thằng đang bỏ 500k để mua lại sự thất vọng. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Trở về với Carl, thì ông làm một việc mà một nhà ngoại cảm thực sự giỏi sẽ làm, đó là gọi một nhà ngoại cảm giỏi hơn, mà ở đây thì là hồn của Alice. Siêu năng lực của Carl là dùng xúc sắc được khắc chữ cái bốn mặt rồi để linh hồn sắp xếp chúng thành thông điệp. Sau 3 lần sục, em re ủa nhầm đèn bắt đầu nhấp nháy, TV bật tắt. Đây là dấu hiệu xuất hiện của hai thứ, một là hồn ma và hai là một cái hóa đơn tiền điện chát vào. Đống xúc sắc xếp thành chữ có. Linh hồn Alice đưa ra một địa chỉ để tìm ra con quỷ giết bà. Đấy là bệnh viện mà Lauren từng làm. Giờ thì đã bị bỏ hoang mà chưa bị đơn vị nào giải tỏa. Cả bọn cứ đi trong tòa nhà, cũng chẳng biết tìm cái gì. Nhưng mà rồi Carl tìm thấy cái gì đó. Ông dừng lại ở một căn phòng và hỏi Lauren. Thì bà trả lời, đây từng là phòng chăm sóc đặc biệt. Hồi đó, Lauren còn là một y tá trẻ và vẫn không biết bố của George là ai. Thì căn phòng đó có một bệnh nhân già thoi thóp. George tiến vào, nghịch cái máy hỗ trợ sự sống. Thì ông già gào lên, má thằng quỷ nhỏ để tao thở chứ mày. Ít lâu sau, Lauren gặp lại ông này trong thang máy. Cô mới hỏi đồng nghiệp rằng tại sao lại cho bệnh nhân đi loanh quanh thế này. Thì cô kia trả lời rằng, ông đã nhảy lầu từ hôm qua rồi cơ mà. Vụ ông già này thì có liên quan gì đến vụ án chúng ta đang theo dõi? Một tí nữa giải thích sau. Bây giờ quay trở lại với George lớn đã. Hắn loay hoay trong nhà vệ sinh với một chiếc răng vừa rụng ra, bởi vì linh hồn người chết làm thối rữa cơ thể. Cơ mà George còn nói chuyện với một con ma khác. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là có tận hai con ma đang ở chui không đóng tiền nhà. Giờ thì tiếp tục với đội điều tra tâm linh. Cả bọn tìm đến hồ sơ của ông già năm xưa, lấy địa chỉ nhà rồi tới đó. Lại là một căn nhà hoang không được giải tỏa. Mẹ, đúng kiểu giấc mơ ướt át của Trúc. Lần mò trong bóng tối, mọi người tìm thấy một căn phòng cho bé gái. Rồi mấy con ngựa gỗ trong đấy bắt đầu đong đưa. Một bé gái tự dưng xuất hiện giữa căn phòng, nhắc nhở mọi người hãy chạy đi. Còn mà để bà mẹ phát hiện, thì con bé sẽ phải giết họ. Con ma này liên quan gì đến cốt truyện thì chưa ai biết cả. Carl cố gắng hỏi Alice bằng xúc sắc, thì được đáp lại bằng từ chết. Cái đèn chùm xiết rơi vào đầu của Lauren. Carl lúc này mới phát hiện đã gọi nhầm linh hồn sang bà mẹ của ông già nằm viện, cũng chính là bóng ma áo trắng mà Lauren đã gặp. Họ phát hiện ra căn nhà có phòng bí mật, bên trong chứa hàng loạt những xác chết phủ khăn trắng. Trong góc nhà là một cái hòm chứa những bài báo về tên sát nhân mặc váy đen. Những cái xác ở đây chính là những nạn nhân mất tích. Carl chạm vào bộ váy cưới đen trong phòng, năng lực ngoại cảm giúp ông nhìn về quá khứ và nhận ra hai điều: một là cô ấy không yêu bạn đến thế, và hai là sát nhân váy đen chính là ông già kia. Tóm lại là có hai con ma. Một là bà mẹ váy trắng, gọi là mami. Hai là thằng con trong chiếc váy đen, gọi là motherfuck. Gọi là ma con. Thay vì ép con học 12 loại nhạc cụ và 36 môn thể thao trong khi vẫn duy trì kết quả học tập xuất sắc, thì bà mẹ bắt con mình chọn điều dễ dàng hơn: giết người. Thế là ma con muốn bám vào George để làm lại cuộc đời, nhưng mà biến thành ma vẫn không thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Ngay ngày hôm sau, nhân lúc bọn trẻ con đi học hết, Lauren nói tất cả cho Renai. Hai anh trợ thủ thì giúp Carl tiếp cận George bằng cách đến nhà và gõ cửa trực tiếp. Ông giả vờ đến nói chuyện để tìm hiểu về chuyện của Alice. George ra đón với vẻ tiều tụy. Carl tìm ra được chiếc răng rơi ra ở phòng khách. Còn tại sao mà cái răng này chưa bị vứt vào bồn cầu và dội nước ngay đi thì trời ơi, con ma này bị ngu mà. Mommy spoil thì biết cái gì về đời. Anyway, Carl lén nhặt nó lên. Rồi đợi lúc George đi lấy nước thì ông lôi ra cái kim tiêm, hí húi làm gì đấy. Thế là George phi ra như thể công an phường thấy nghẹo. Hắn ta mỉm cười nhìn Carl, bắt ông đoán xem hắn đang giấu cái gì trong quần, gợi ý là để đâm ông đấy. Ta-da! Thấy Carl bị tấn công, hai anh trợ thủ lập tức chạy vào cứu. Triple kill cho con ma. Riêng Carl thì đưa thẳng đến The Further để đếm số. Trùng hợp là gặp được luôn linh hồn của Josh. Hóa ra là anh vẫn luôn quanh quẩn trong nhà chờ cơ hội phục thù. Trong cái sự khó khăn không giải quyết được này, Carl lại làm cái điều mà mọi nhà ngoại cảm giỏi sẽ làm: đi tìm nhà ngoại cảm giỏi hơn. Đi tìm Alice. Cả hai xách đít lao ra mảng tối thui bên ngoài. Đang đi thì Carl dừng lại, vì ông thấy một người đàn ông đang dí mặt vào George mà George lại không hề nhìn thấy. May không dí cái khác, dí chim còn đỡ chứ dí một lon Bud Light thì bê đê lắm. Ông ta cảnh báo đứa con bé của anh đã bị bắt. Thế là George đi theo chỉ dẫn về căn nhà ở phần 1, thậm chí là quay ngược thời gian trở về cái lúc mà vừa chuyển tới. Bạn có nhớ cái đoạn mà nửa đêm có người gõ cửa không? Đấy chính là George ở phần 2, cũng chính là anh đã phá cửa để làm tiếng báo động vang khắp nhà. Sau đấy George phi lên tầng, đấm nhau với con ma bắt nạt từ bé và thua.
Ý nghĩa của đoạn này là tự dưng Alice xuất hiện, với lời giải thích rằng nơi nào cần công lý thì nơi đó sẽ có bà. Đúng là nhân vật xứng đáng với một chiếc áo đỏ và một con siêu thú. Bà vừa xuất hiện đã đề nghị đánh ngược lại sao huyệt của bọn ma, nhưng Josh thì không biết ở đâu vì đã bị xóa trí nhớ. Thế thì chỉ cần quay ngược thời gian về tìm Josh bé, một tính năng như kiểu bug của The Further. Đấy chính là lý do mà Josh xuất hiện trong đoạn băng phỏng vấn, cũng chính là lý do mà Josh bé đứng dậy nói chuyện. Lúc cậu bé đi ra mở cửa, chính là để dẫn đường cho Josh lớn đến nhà của ma mẹ. Trong lúc đó thì Renai và Lauren đã về nhà, đối diện với ma con trong người Josh. Hắn lúc này đã già cỗi, sắp chết nên phát điên lên và tấn công hai mẹ con. Lauren hy sinh cứu con dâu nên bị nhốt vào gầm cầu thang. Renai thì lao vào nhà bếp tìm kiếm vũ khí cho một trận đấu tay đôi thực thụ, rồi bị hạ gục bởi một cái cốc vào đầu. Ma con đè ngửa Renai giữa nhà mà bóp cổ. Đúng lúc đấy thì hai thằng con về nhà, nhìn thấy mẹ bị úp sọt. Dalton gửi ngay một gậy vào giữa mặt ông bố, tạo thời gian cho ba mẹ con trốn vào nhà kho, rồi chạy xuống tầng hầm. Renai lập tức đóng cửa cái then chèn tủ lạnh. Thế là ba mẹ con tạm thời an toàn, nên chúng ta quay lại với The Further. Đội đột kích đã đến nhà của đối thủ, và vẫn là căn phòng cùng với cô bé ngồi trên giường. Đoán xem cô bé này là ai? Chính là ông già hấp hối trong viện. Hóa ra quá khứ của một kẻ phản diện là bị mẹ đối xử như búp bê Barbie và bắt giết người. Thế nên là ông ta trở thành sát nhân trong chiếc váy cưới đen. Lúc này ở trong tầng hầm, Dalton quyết định đi vào The Further tìm bố thật. Mà Josh thật thì đang kẹt giữa một đống linh hồn phù vải trắng. Mami đang bắt anh chơi trò hãy chọn giá đúng, lật khăn tìm cô dâu. Mà tên ma con thì đã đến bên ngoài tầng hầm. Phía quân ta thì anh trai trợ thủ vừa tỉnh dậy, cứu Lorenza. Cửa tầng hầm giờ đã bị phá, Renai bị một pha hất tung ra luôn trận đấu. Thế là Dalton bắt đầu gặp nguy hiểm. Mà bên The Further, Josh cũng bị bà mẹ đánh cho ngu người. Mẹ đánh nhau thế này thì bảo sao phim kinh dị không bao giờ mà The Rock đóng phim. Nhưng Alice đã vào được trong phòng, đập con ma mẹ cái bong, vừa giải cứu Josh, vừa khiến con ma con đau đớn đến mức phải xuất khỏi thể xác của Josh. Nguy hiểm cuối cùng đã qua, hai con ma đã bị đánh bại đơn giản như thế. Giờ thì Josh cần tìm được về cơ thể, Carl cũng thế, vì ông hết thời gian đếm số. Hai người cầm chiếc đèn cầy lần mò trong bóng tối, đang lạc đường thì Dalton xuất hiện, mà thằng bé thì cầm theo chiếc điện thoại dây để lần đường về nhà. Cuối cùng Josh cũng quay về thế giới thật, gia đình lần nữa được đoàn tụ. Không có lần sau đâu, vì Josh quyết định xóa trí nhớ cả bố và con, kết thúc chuyến phiêu lưu tại đây. Nhưng phim thì chưa hết, biệt đội trừ tà tiếp tục công việc với sự trợ giúp của hồn ma Alice. Bà đến với một cô gái thất thần ngồi trên ghế, camera quay qua khoảng không tối mờ đằng sau cô, và Alice há mồm ra trong sự hoảng hốt. Dù sao thì cũng không liên quan đến phần 3 sẽ được lên sóng vào thứ 6 tuần sau, ngày của chủ đề kinh dị. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.